chào các bạn. Hôm nay là sinh nhật của Đại Dương. Chúng ta hãy hát bài sinh nhật Đại Dương đi nào. 2, 3, nào. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hello. Chúc mừng sinh nhật Đại Dương. Xin cảm ơn các bạn. Cái gì vậy? Con cái gì vậy? Con cất chiếc xe. Trời ơi, tôi hết hồn mày. Xin lỗi đi. Lại nhảy lên nè. Ui, trái. Không sao, dẹp liền tay cho ta. Dạ. Này, đem đi vô luôn. Chào các bạn. Mình xin tự giới thiệu, mình là Hồng Hài Nhi. Tính tình mình rất kỳ, tắm không có bao giờ kỳ, luôn soi mối sân si. Bạn nào mà hay kỳ thị, lập tức mình bó xì. Trước mặt mình á thì phải quỳ, còn bằng không ăn ký. Lành quá chưa nói xong. Mình là Hồng Hài Nhi, rất thích ăn mì Ý. Vỗ tay đi. Vỗ tay đi. Cô gái cơ bắp à, dạ. Đã chuẩn bị đồ ăn sinh nhật cho ta chưa? Dạ có. Có một rồi. Con tiểu yêu quái. Một con tiểu yêu quái hả? Dạ. Yeah. Còn chân trời nữa, đem vô đây cho ta. Dạ. Chuẩn bị ăn sinh nhật nha. Em đẹp không cần son phấn, duyên thầm xinh thật xinh rất hiền. Duyên dáng. Gì vậy bà? Bà bị bắt cóc mà vô đây bà hái tung tăng mà nghe bà hát véo von vậy? Không có sợ ư? Bị bắt cóc vô nhà trẻ mắc mới gì phải sợ. Trời, con nít dễ thương thấy sợ luôn. Dễ thương quá. Con nít dễ thương quá trời luôn. Thôi đi. Em chào anh. Em chào chị. Anh chị là phụ huynh của ai? Rước em nào ạ? À? Giả trong mặt nhà nha. Mày có biết là mấy cái con này là 1000 tuổi rồi không? Bốn tao với con nhỏ đó là mới 10 tuổi thôi đó. Ơi Đại Dương. Con mới có 9 tuổi à? À 9 tuổi à hả? Dạ. Ta chính là Đại Dương ở đây. Mày không sợ ta đúng không? Được. Để ta cho người thấy quyền lực của ta như thế nào. Nhất đi Khoan. Sao vậy? Tên ăn thịt em hả? Đúng rồi. Thì phải để em trả cho giống trong chuyện. Trời ơi, cắt đi. Đại Dương, Đại Dương, nó trả rồi. Trả lại. Đi vô đi, Đại Dương. Tôi làm gì mà giết ta chạm dòm vậy? Đi vô. Vô dụng, vô dụng. Hai. Em ơi, có nghe không tiếng chị? Chị ơi, em đây nè. Em ơi. Trời ơi. Em ơi. Thì ra không phải là một con, mà là hai con. Được rồi, ta sẽ triệt phá đường dây của tụi ngươi. Yêu nghĩa. Yên Nhi, Yên Trang, hãy xem đây. Minh Tuyết cẩn thận. Cẩm Ly hợp xếp. Hai người hãy nói đi, các người là Yến Nhi, Yến Trang hay Trúc Lam, Trúc Linh, Lý Hùng, Lý Đức? Người là ai? Dạ thì em biết em là... Là... Tụi em... Là ai? Đầu lòng hai ả Tô Nga. Thúy Kiều là chị. Kia là Kiều Quanh. Em là Thúy Dân. Trời đất ơi, Tại sao Tây Du Ký mà Thúy Kiều, Thúy Dân ở đây làm chi? Đi lộn chuyện hai mẹ. Chết rồi. Không lẽ chị em mình mãi mê hái hoa bắt bướm mà chị em mình đã đi lạc sang xứ này sao? Đứng lại! Đang nói chuyện đi đâu vậy? Về xứ của em. Trời đất ơi. Về tới đâu là con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Qua nhịp câu tre, qua mấy con đê thắm đượm tình quê. Bao năm qua hai con như bột ngọt để đi vòng quanh thế giới như hai con điên. Quý! Dạ có con. Ngoài hai cái con điên thị xã này, mày còn bắt được con nào nữa không? Dạ có. Được. Tăng. Dạ. Không được.
ta đang giảm cân thì làm sao ăn những thứ tăng đường được? Trời ơi, đường tăng ở đây là cái tên Tài Dương ơi. Đường tăng là đường tam tạng. Cái gì? Từ trước tới giờ ta chỉ nghe đường phèn, đường thốt nốt, đường cục, làm gì mà đường tam tạng cơ. Trời đất quỷ thần ơi. Đại Dương ơi, Đại Dương. Không. Đường tăng là một cái tên chứ không phải là đường phèn, đường thốt nốt rồi đường tùm lum đó đâu. Trời đất ơi, tôi nói đường tăng chính là đồ ăn. Đúng không? Ăn đường tăng có khả năng gì không? Dạ. Đại Dương ơi. À, con nghe giang hồ đồn á Đại Dương. Ừ. Là ăn thịt đường tăng sẽ được trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Dạ. Dạ. Bắt đường tăng đi. Ok. Đưa cái dây cho ta. Lẹ lên. Sumiha. Sumiha. Hình như có con thú gì kêu thì phải. Dạ không phải con thú mà là con nít đó thầy. Con đang ở đâu? Con đang ở đâu? Thầy hãy nhìn giữa sân khấu đây, đèn phô lô đang chụp con nè thầy ơi. Ra là con ở đây. Con là con nít à? Dạ. Sao mặt già hơn ta vậy? Thầy ơi, thầy biết không, tuy con cao to dạm dở như vậy, chứ tâm hồn của con mong manh và dễ dở lắm. Tội nghiệp dữ vậy. Bây giờ thầy không tin đúng không? Thầy thử đụng vào bờ vai nhỏ bé này của con xem. Được. Cái gì vậy? Tiếng tâm hồn con dở đó thầy. Thầy thấy con yếu đuối chưa? Con yếu đuối quá. Dạ. Chẳng ai con tên là chi? Dạ thưa thầy, con là cậu bé thích màu hồng, ở trong căn nhà màu hồng, đội cái nơ màu hồng, mặc cái áo màu hồng và đội cái quần màu hồng. Ước mơ lớn nhất của con là trở thành một danh hài. Chị của con là Đông Nhi nên ta kêu con là Hồng Hài Nhi. Cái tên của con nghe dễ thương quá. Dạ. Nhưng mà tại sao con lại bị chối ở đây? Hoàn cảnh thầy ơi. Năm 17 tuổi con đi lấy chồng. Cái gì? Tao Lộn lộn. Mẹ con đi lấy chồng. Đó rồi, cái mẹ con không may mất sớm. Rồi con phải ở với mụ dì ghẻ ác độc và hai đứa con của mụ ta. Hàng ngày họ bắt con làm đủ tất cả mọi chuyện. Rửa chén, giặt đồ, nấu cơm, nấu nước, quét nhà, quét sân, cho gà ăn thóc, chợ tóc đi bơi, chợ dơi đi dạo, chợ cáo đi thăm sở thú. Và đặc biệt là tối ngày họ bắt tôi phải chở mấy con Dung đi đẻ đó thầy. Khổ lắm thầy. Quá tàn nhẫn. Dạ. Không những vậy nha, hai mẹ con đuổi con ra khỏi phòng và tống con lên gác mái. Lúc đó hoàng tử mới mở hội, rồi ba mẹ con chụm lại xé váy của con. Ơi, tội nghiệp quá vậy. Còn sao nữa hả con? Con đau buồn và con khóc. Khóc gì kỳ vậy? Dạ tâm lý con bị ngược thầy. Sau khi bị ba mẹ con xé váy, con đau buồn và con khóc. Rồi con châm lửa đốt nhà hết. Kệ con, tại sao? Tại sao con lại đốt nhà? Tại vì mẹ con dạy có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia. Có quả mà. Mẹ con dạy có quả. Chính vì vậy con nghe lời mẹ, con nào dám đốt nhà ai. Con ăn chay niệm Phật mà. Con chỉ phun lửa cho cây xăng rồi cây xăng nổ cái đông cháy banh cái làng. Trời đất ơi, con đốt như vậy giái đầm nào chịu nổi. Vậy bây giờ đầm Ngọc Trinh 150, 160 thiếu gì thầy mua Facebook cả đống kìa. Chỉ cần mua một cái là có mặt đi dự tiệc thôi. Nói cuối cùng, tại sao con lại bị chối ở đây? Dạ mẹ cha tham sang gả bán, đời con xem như bài toán. Con bị bán qua biên giới để lấy nội tạng. Nói như vậy là con bị bắt cóc à? Dạ. Bọn bắt cóc đâu? Bọn bắt cóc đâu? Bọn bắt cóc đâu? Con ăn thịt tụi nó hết rồi. Tại sao con lại ăn thịt người ta? Có ý là thú rừng ăn thịt bọn chúng hết rồi. Trời ơi, tội nghiệp quá. Thầy ơi. Hả? Thầy cứu con nha thầy. Được. Thấy con tội nghiệp như vậy, ta sẽ cứu con. Dạ con. Hãy xem đi. Hey. 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 Chờ tao một chút. Trời đất ơi. Ông cứu mà ông làm rần rần giống quỷ không? Trời đất ơi, thầy cầm cái gì vậy? Thầy ơi, thầy ơi, thầy đi cứu người là đi chém lộn kìa thầy. Nào giờ thầy chém chúng chưa bao giờ chém lộn. Trời đất ơi, thầy ơi, liệu giải pháp này mẹ tròn con vuông không thầy?
con làm như ta là bà đẻ vậy mà mẹ tròn con vuông. Ý con nói là cái liệu pháp có an toàn không vậy thầy? Con yên tâm đi, ta đã chém rất nhiều lần và lần nào cũng hụt. Nó bà nội con cũng dám đưa thầy chém nữa con lại thầy. Trời ơi, hãy tập trung để ta cứu con thầy ơi. Thầy ơi, khoan. Xong rồi, khỏe khỏe. Xong rồi, tự cởi luôn, tự. Tại sao ta chưa chém dây lại Đức? Dạ con tự cởi cho nó khỏe. Dạ thầy ơi, con cảm ơn thầy đã cứu mạng con. Không có chi, không có chi. Dạ. Ủa mà thầy ơi, nãy giờ nói chuyện với thầy mà con quên hỏi cái sở thú của thầy đâu rồi? Sở thú gì ta không hiểu. Ý con nói là cái con khỉ, con heo, rồi cái con sa tăng, rồi cái con ngựa của thầy đâu? Ba học trò của ta nghe tin hồ bơi Tây Trúc mở cửa phi đã kéo nhau đi tắm miễn phí. Như vậy là ông trời đã giúp ta rồi. Con bị khùng hả con? Để cảm ơn cái sự giúp đỡ của thầy, con sẽ tặng thầy một điều ước. Con tặng ta một điều ước? Dạ bây giờ thầy ước đi. Ta có một điều ước à? Dạ. Được, vậy thì ta ước gì? Có một bộ kinh Tây Trúc bản photo không cần công chứng. Con lại mẹ. Cái đó bà nội con biến con được rồi, huống gì con ước gì mà khó quá vậy? Bản gốc không có làm gì cái bản photo. Chứ bây giờ ta phải ước như thế nào? Thôi vậy con ước giùm thầy nha. Được, tùy hỷ. Vậy con ước con sẽ ăn giùm thầy. Khoan. Dạ. Điều ước là của ta thì người ăn là ta mới đúng chứ. Ăn than thầy ăn không? Ta hả? Thầy lanh quá hà, cái này là ăn than là cái tiết mục văn nghệ. Để con giúp cho thầy, thầy đi thỉnh kinh vui hơn. Con ăn được than à? Dạ con là cái loài gì chứ không phải là loài người. Vậy bây giờ tiết mục ăn than phép được bắt đầu. Hay lắm, lần này ta được coi tiết mục ăn than. Wow, hoành tráng quá. Cẩn thận. Lợi hại quá. Con làm cái gì? Trời ơi, bỏ vô miệng. Hay quá. Thiệt là quá lợi hại mà. Cục tiếp theo. Trời ơi, nuốt luôn cho thầy. Thầy ơi, thầy ăn không? Hả? Thầy ăn đi. Không, ta không ăn đâu. Thầy ăn đi ngon lắm. Không, cảm ơn, ta không ăn. Thầy ăn đi, không sao, mẹ con dạy là có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia. Thôi. Sao vậy? Nãy giờ ta coi con ăn than cũng đã vui lắm rồi. Vui không thầy? Ta đã cứu con. Thôi, ta đi đây. Khoan thầy. Thầy bỏ con nơi rừng sâu nước độc như thế này, rồi lỡ con gặp cọp, cáo, sư tử thì... Thì sao? Tội nghiệp tụi nó. Thầy ơi, thầy đáng lý người tội nghiệp phải là con, tại sao lại là tụi nó? Thầy có yêu động vật không? Ta yêu động vật. Vậy thầy giật con ra khỏi rừng đi, để con lột da tụi nó hết bây giờ. Nguy hiểm quá. Dạ. Vậy thì con hãy mau theo ta. Dạ. Thầy ơi, sắp ra khỏi rừng chưa? Chưa. Chừng nào mới tới? Có chạy đâu mà tới. Thôi nghỉ luôn đi. Cái gì mà tào lao quá hả thầy? Thầy thương con, thầy cõng con nha. Hãy leo lên đây. Dạ. Hai, ba. Ây da, ôi, nặng quá vậy. Dạ thầy. Nặng quá vậy. Dạ. Thầy ơi, tại con ăn than nên con mới nặng đó thầy. Nặng gì như trâu vậy? Sao thầy chửi cha con? Ta chửi cha con hồi nào? Cha con là ngu Ma Dương, mà ngu Ma Dương là thầy chửi vô mặt cha con rồi. Hả? Cha con là ngu Ma Dương? Dạ. Con là con của ngu Ma Dương? Dạ. Vậy con chính là... yêu quái. Đã biết sự lợi hại của ta chưa? Cái gì vậy? Chơi té nước qua Thái Lan chơi tự nhiên chơi bắn cho tôi vậy trời? Cái miệng yêu nghiệt, ta giả chạc bây giờ. Trời đất ơi, thầy tu gì mà ăn nói kỳ cục vậy? Ta không phải là thầy tu đường tăng, ta chính là Long Dương. Trời ơi, Long Dương tại sao không dưới biển mà lên đây làm chi? Mấy tháng nay ta thấy xảy ra rất nhiều vụ hỏa hoạn, hỏi ra mới biết chính là con tiểu yêu nhà ngươi tác oai tác quái. Được, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, trừng trị Hồng Hề Nhi. Thầy ơi,